Chào các bạn, trên tay đây mình đây là chiếc Apple Watch Series 3. Thì trong các clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách nhắn tin trên cách gọi điện trên Apple Watch này rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn có thể nhắn tin trên chiếc Apple Watch này độc lập như một chiếc điện thoại và không cần phải phụ thuộc vào iPhone nữa. Để nhắn tin được trên chiếc Apple Watch này thì các bạn cần phải biết một số điều như sau. Thứ nhất, các bạn cần phải vào được cái giao diện nhắn tin. Các bạn có thể giao diện nhắn tin trên Messenger hay là tin nhắn bình thường. Ở đây mình sẽ nhắn tin thử cho các bạn trên tính năng đó, ứng dụng đó là tin nhắn bình thường nhá. Đấy. Thì các bạn kích vào cái mục tin nhắn bình thường ấy thì nó sẽ sinh toàn bộ những cái tin nhắn và những cái dữ liệu của các bạn trên điện thoại sang. Đấy, ở đây mình cũng đã sinh hết lên rồi. Thì các bạn có thể nhắn, nhưng mà ở đây đa phần thì các bạn nên nhắn qua iMessage cho nó miễn phí. Còn nếu mà bạn nhắn ngoài thì các bạn nên sử dụng các mạng xã hội để nhắn đỡ mất phí. Ở đây, để tạo mới một cái tin nhắn cho người khác thì các bạn sẽ bấm giữ nhá. Giữ như là 3D Touch sẽ bấm giữ mạnh ngón tay vào. Thì nó sẽ hiện ra cái New Messenger như sau. Đó, thì các bạn sẽ bấm chữ New Messenger. Ok, mục New Messenger như thế này rồi thì các bạn sẽ vào mục Add Contact để thêm danh bạ trước, để thêm tên người nhận. Đây, bạn sẽ bấm Add Contact. Add Contact ở đây thì nó sẽ có nhiều cái tính năng cho các bạn lựa chọn. Thứ nhất là những cái số điện thoại mà các bạn sử dụng gần đây. Cái thứ hai là các bạn có thể vào trong danh bạ để tìm nhá. Vào trong danh bạ để tìm. Đó, tìm người của bạn nhắn tin. Cái thứ ba đó là các bạn có thể đánh số điện thoại của người đó. Đấy, đánh số điện thoại vào đây. Ví dụ đó, mình sẽ đánh nhắn thử cái số này. Ok, thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cái số mà các bạn cần nhắn đến. Tiếp tục, cái mục quan trọng nhất là mục Create Messenger. Đấy, thì sau khi bấm vào cái mục viết tin nhắn, nó sẽ hiển thị cho các bạn 4 tính năng lựa chọn như sau. Tính năng thứ nhất là mic, tính năng thứ hai là vẽ chữ, tính năng thứ ba là các icon, trái tim và mặt cười. Đấy, và cái thứ năm đó là những cái cụm từ có sẵn. Đấy, ở đây mình đã cài sẵn một số cái cụm từ. Thì những cái cụm từ này các bạn muốn thay đổi nó thì các bạn cần phải vào ứng dụng Apple Watch trên iPhone thì các bạn mới có thể thay được những cái cụm từ mặc định này. Ở đây mình đã thay một số cái cụm từ như là khỏe không hay đang ở đâu đấy hay là anh đang về anh đang học chẳng hạn như vậy. Thì mình đã thay những cái cụm từ mặc định của nó vào đây rồi. Thì những cái cụm từ mặc định của nó đều bằng tiếng Anh hết, mình đã sửa thành tiếng Việt một số cái cụm từ mà mình hay sử dụng. Thì khi các bạn trả lời các bạn chỉ cần bấm vào chữ bất kỳ một cái chữ nào nó sẽ hiện đấy, ngay lập tức nó sẽ hiện ra, các bạn bấm send thôi là nó đã gửi thành công. Đó, nó đã gửi được chữ anh đang về này về lên rồi đây. Đó, ok rồi, bởi vì mình đang tự gửi cho tin nhắn của mình nên nó sẽ báo đến ngay lập tức. Các bạn có thể nhìn thấy là nó đã báo đến ngay lập tức. Chúng ta có thể giao tiếp trên cái Apple Watch này rất là dễ dàng. Cách nhập liệu thứ hai mình muốn giới thiệu không phải cụm từ có sẵn này nhá, đó là cách nhập tư liệu bằng giọng nói. Đây là cái cách nhập liệu bằng giọng nói rất là chính xác, ngôn ngữ Việt Nam đã được hỗ trợ cho nên các bạn yên tâm để có thể nhập liệu được. Và khi các bạn nhập liệu nhưng mà nói nó không ra tiếng Việt ấy, thì các bạn cần bấm giữ vào cái mic này. Đấy. Bấm giữ vào cái mic này thì nó sẽ hiện ra cái mục là True Language này. Thì bạn sẽ bấm True Language và chọn nó là tiếng Việt nhá. Nếu chọn English thì nó sẽ ra là tiếng Anh đấy, các bạn nói nó sẽ hiểu là tiếng Anh. Còn nếu mà các bạn bấm vào chữ tiếng Việt thì các bạn sẽ có thể đọc cho nó viết rất là nhanh chóng dễ dàng. Ok, bây giờ mình sẽ nói chuyện thử cho các bạn xem. Bấm vào cái mic. Em đang ở đâu đấy? Đấy, em đang ở đâu đấy đấy. Nó đang nghe thấy rất là rõ, nhưng mà đấy các bạn có thể thấy là khi mình nói chuyện rất bình thường thôi thì nó cũng bắt. Đấy. Các bạn có thể thấy không? Nó bắt rất là nhạy. Các bạn chỉ cần đặt cái điện thoại này, cái đồng hồ này không cần ở gần, nhưng mà nó vẫn có thể bắt được rất là chính xác. Mình sẽ biểu diễn lại cho các bạn xem nhé. Hướng dẫn nhắn tin trên Apple Watch. Để định dạng là tiếng Việt nên sẽ không chuẩn một số từ tiếng Anh khi các bạn nhắn tin. Chỉ cần nói chuyện bình thường, không cần phải ghé sát hay là đọc nhanh thì chiếc đồng hồ vẫn hiểu.
vẫn sẽ hiểu. Ok, đó các bạn có thể nhìn thấy vừa rồi mình đã biểu diễn một số cái cụm từ cũng như là cái câu nói chuyện của mình rất là đơn giản thôi. Chúng ta khi các bạn nhắn tin qua cái tính năng này, các bạn không cần phải nói thật là nhanh hay nói thật chậm hay là các bạn cứ dí sát vào đồng hồ, mà các bạn chỉ cần bật chiếc đồng hồ vừa tầm, các bạn nói chuyện nhắn một cách bình thường thôi thì nó sẽ rất nó hiểu rất là nhanh, nó hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và nó bắt rất là chuẩn. Mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn xem. Hôm nay có đi học không? Sau khi xong các bạn bấm chạm màn hình. Đó. Các bạn sau khi các bạn nói xong các bạn chạm màn hình, ngay lập tức nó sẽ gửi đi luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Bên cạnh đó nó còn có một cái tính năng rất là hay, đó là cái tính năng vẽ. Vẽ hình, đó. Đây vẽ hình nó chính là cái tính năng hỗ trợ ở trên iMessage đấy. Đấy, vẽ hình nhá, ví dụ vẽ hình trái tim này. Đấy, mở ấn đăng. Ngay lập tức nó sẽ gửi đi luôn. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy rất là hay. Và ngay bên kia nó sẽ nhận được luôn. Hình vẽ như vậy. Đây là những cái icon có sẵn. Đó. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái cách nhắn tin trên chiếc Apple Watch. Cái này nó bắt bằng ngôn ngữ tiếng Việt rất là nhanh, rất là nhạy, cho nên các bạn có thể yên tâm để sử dụng và không phải lo, không cần phải sử dụng điện thoại để nhắn tin nữa, mà các bạn có thể nhắn tin bằng giọng nói rất là nhanh, rất là tiện trên chiếc Apple Watch này. Thì có rất nhiều tính năng hay với chiếc Apple Watch này, thì trong các clip tiếp theo tới mình sẽ giới thiệu dần. Các bạn nhớ theo dõi cái kênh của mình để có thể cập nhật được những tính năng hay nhất, mới nhất. Nếu mà mình chưa hoàn thiện clip này thì các bạn có thể comment ở bên dưới để mình có thể rút kinh nghiệm và hoàn thành tốt hơn trong các clip tiếp theo. Nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Hoặc là có những cái cách mẹo sử dụng nào chữ Apple Watch thì các bạn có thể chia sẻ để mình làm clip. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.